Hàng trăm người di tản tại miền Bắc bang California vì vụ cháy rừng Dixie hiện không có nơi trú ngụ, phải tạm trú tại bãi đậu xe của một trường đại học ở thị trấn Sossonville. Đám cháy Dixie đã thiêu rụi gần nửa triệu mẫu anh, nghĩa là hơn cả diện tích của thành phố Houston, bang Texas. Đây là vụ cháy rừng lớn thứ hai tại tiểu bang California. Những người sơ tán được các tình nguyện viên Hội Chữ Thập Đỏ giúp đỡ. Họ thật tuyệt vời. Họ mang cho tôi 3 bữa ăn một ngày. Họ giặt áo quần cho chúng tôi. Tôi bảo với mọi người rằng đây là chuyến cắm trại rẻ nhất chưa từng có của tôi. Hơn 5.000 nhân viên chữa lửa đang nỗ lực dập tắt đám cháy Dixie.